À, thay mặt ban chương trình điều phối uh, Lai Show Di Chú Thăng Tiến thế hệ à, xin một lần nữa uh, xin chào đến quý khán giả luôn vẫn hưởng ứng trên cái channel 20.3 của Việt TV và Việt Face TV cũng như tất cả những bạn bè trên Facebook à, và để cái chương trình ngày càng phong phú thì uh, sự tham gia của quý vị đó là một trong những điều mà làm cho anh em chúng tôi uh, thêm nhiều cái hào hứng cũng như uh, uh, mong muốn rằng chia sẻ tất cả những cái thông tin hữu ích nhất à từ anh Lê Minh Hải để chia sẻ chúng ta toàn khắp uh, trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng như tất cả những người uh, tại Việt Nam đang có những cái uh, uh, hứng thú trong về vấn đề di trú đi vào cái miền đất hứa này. Và hôm nay thì uh, như quý vị cũng biết một gương mặt cũng rất là thân quen trong cái uh, ngành di trú của Hoa Kỳ đó là anh Lê Minh Hải. À, mời anh giới thiệu uh, và chào khán giả nên. Thưa kính chào à uh tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thế thăng tiến thế hệ một lần nữa thứ sáu lại đến với chúng ta và xin cảm ơn những lời giới thiệu của anh Thomas Nguyễn chúng tôi là Lê Minh Hải xin thân ái kính chào quý vị chương trình hôm nay chúng tôi sẽ có một chủ đề rất là mới mới rất là mới ngày hôm qua thôi là tổng thống Donald Trump đã ra lại một cái xác lệnh thưa anh Thomas yeah. cái sắc lệnh này là nó gần như là cái xác lệnh cấm nhập mà ông đã ra cách đây khoảng một tháng vào ngày 23 tháng 1 thì nó có những cái điều khoản mới hơn và nó có những cái điều mà rất là công bằng cho những người nhất là những người thường trú nhân và những người đã có được cái sự cứu xét về các cái thể thức được cấp visa cấp thị thực để tới Hoa Kỳ theo những cái diện tạm thời hay là cấp thị thực để đến Hoa Kỳ theo những cái diện di trú thì lần này ông đã đưa ra một cái sắc luật mới cũng liên quan tới cái vấn đề di dân cũng liên quan tới vấn đề cấm nhập nhưng mà và vẫn giữ lại cái bảy cái quốc gia như là thời của cái tháng trước bảy quốc gia có đông dân hồi giáo vẫn bị ảnh hưởng trực tiếp tới cái sắc luận uh, sắc uh, sắc luật uh, hành pháp này và cái sắc luật hành pháp này uh, thì uh, có một điều mà rất rất nhiều uh, bà con của chúng ta là rất là nức lòng uh, và vui mừng bởi vì ông đã cứu xét đến cho hai cái diện mà rất là nhân đạo thưa anh Thomas Nguyễn đó là diện Đa Ca và diện Đa Dạ, yeah, rất cảm ơn anh Lê Minh Hải và chủ đề của chúng ta hôm nay là về DACA và DAPA à, đó là hai chương trình là được viết tắt từ uh, defer uh, Action cha arrival. Có nghĩa là um, dành cho cái cái dự luật này đã ra từ 2012 do Obama do tổng thống Obama ký. Thì đó là một trong những cái xác lệnh mà rất giúp cho tất cả những người di dân cho trẻ em uh, di dân đang ở Mỹ mà chưa có những cái tình trạng đầy đủ về vấn đề di trú của mình và cái chương trình DAPA là được viết tắt là từ cái defer action foreign uh, arrival Là dành cho những người lớn uh, cũng đang chưa có những cái uh, đầy đủ về vấn đề di trú thì như anh Lê Minh Hải vừa cho chúng ta biết uh, ông Donald Trump vừa ra một cái điều lệnh là vẫn duy trì sắc lệnh này phải không anh và đó cũng là một cái tin mừng trong uh, cho tất cả những bà con đang nằm trong cái diện này uh, và uh, như hình tình hình và cũng như truyền thông cũng đang rất là xôn xao về vấn đề ông tổng thống Donald Trump thì rất cảm ơn anh đã cập nhật rất là nhiều thông tin rất là mới và chính xác à, mong anh có thể giải thích thêm trong cái vấn đề này một chút để cho bà con chúng ta được hiểu nhiều hơn không anh rất cảm ơn anh Thomas Nguyễn đa ca là gì đa ca là miễn đa ca là miễn uh, trục sức những cái trường hợp của các em đến Hoa Kỳ dưới 16 tuổi thì như anh Thomas uh, Nguyễn đã nói là các em đến đây trước ngày 16 tháng 15 tháng 6 năm 2007, các em phải uh, dưới 16 tuổi và phải học xong các chương trình học vấn như là chương trình trung học và không có phạm tội thưa anh Thomas yeah. và uh, miễn sao là cho tới ngày hôm nay để nộp đơn, nếu mà các em chưa nộp đơn và các em nộp đơn thì các em phải dưới 31 tuổi đó là cái chương trình trình DACA mà các em nào chưa có nộp để mà xin một cái thẻ đi làm kéo dài 2 năm và được sinh hoạt như là một người hợp lệ ở Hoa Kỳ thì các em đó phải nộp bởi vì từ năm 2012 là cái chương trình này bắt đầu dưới cái thời của ông tổng thống Obama thì cho tới bây giờ là có 750.000 em đã nộp và đã được cấp cái thẻ đi làm 2 năm và cứ mỗi 2 năm là các em gia hạn thêm một lần. Đến bây giờ ông Tổng thống Donald Trump đã gia hạn và cứ tiếp tục cái chương trình này của ông Tổng thống Obama đã làm trước đây đó, thì các em vẫn còn cái cơ hội để mà à, lập hồ sơ và xin cái thẻ đi làm đó để có được một cái sự sinh hoạt và đi làm việc hợp lệ bên Hoa Kỳ. Đó là điều nên làm. Rất nhiều người thưa anh Thomas nghĩ rằng là nếu như mà chúng tôi cung cấp những cái thông tin này là giống như là mét, cho cơ quan di trú, cơ quan chính quyền biết là tôi bất hợp lệ và tôi đang ở đâu thì họ tới nhà để họ bắt tôi thì tôi phải làm sao? Dạ. Yeah. Đó là một cái câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng là không, luật lệ Hoa Kỳ rất rõ ràng khi mà ông tổng thống đã ra lệnh là cái chương trình DACA này sẽ được tiếp tục thì quý vị nên dùng cái cơ hội này để nộp uh, xin những cái quyền lợi về cái chương trình đa ca mà, mà mà con của quý vị à, hiện nay là được à, toàn à, cái sự à, thuận lợi để mà hưởng cái chương trình này và à, nói thêm còn cái chương trình đa là cái chương trình dành cho những người phụ huynh mà có con là công dân hoa kỳ thưa anh thomas yeah. hay là có con là thường chủ nhân mình ví dụ một cái ví dụ ngắn cho à, thính giả khán giả của mình biết á, là ví dụ như à, một người đến đây không có giấy tờ và kết hôn với một người có cũng không có giấy tờ luôn, rồi hai người đó sinh ra đứa con ở bên Mỹ này, thì đứa con đó nó sẽ làm cho hai người đó được hợp lệ ở oh, đây. Có nghĩa là cái chương trình đa đa, đa, đa 3 3 3 là nó là như vậy, đó. Yeah. đa là nó vậy, parent of uh, arrival yeah. thì uh, thì uh, như vậy là 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 những người không hợp lệ đó bởi vì có đứa con cho yeah. nên được hợp lệ. Hay là có một trường hợp khác là một người không có giấy tờ mà mà kết hôn với một người uh, À, với một người à, cũng không có giấy tờ luôn nhưng mà cái người không có giấy tờ kia lại có một cái người con là thường trú nhân ở bên mỹ thì cũng được hợp lệ hai người không có giấy tờ cũng được hợp lệ để được lưu lại hoa kỳ không bị trục xuất và à, có thể rằng là à, trong tương lai sẽ có nhiều cái À, điều luật sẽ được tiếp tục ra và những người này sẽ hưởng được những cái quyền lợi về giấy chú sau này. À rất cảm ơn Lê Minh Hải đưa một cái tin rất là cập nhật đối quý vị. À, bởi vì à, theo như hiện tại thì à, hầu như bà con chúng ta là những người định cư rồi, đương nhiên cũng còn có những cái relative, những cái thân nhân, những cái gia đình đang còn lại ở Việt Nam cũng như đang còn ở ngoài cái nước Mỹ này thì à, rất là lo lắng không biết số phận nó sẽ đi về đâu thì đây là một cái tin rất là vui uh, cho những ai đang nằm trong cái chương trình đa đa ca và đa pha thì uh, theo như thomas được biết như anh thô hải anh lê minh hải vừa nhắc nhở chúng ta không nên giấu giếm cái tình trạng của mình vì luật lệ nó đã cho là cho mà không là không thì uh, quý vị nhớ uh, trước 2007 phải không anh dạ đúng vậy là tháng không là không, tháng 6, là không được uh, sau đó thì quý vị sẽ được vào trong cái chương trình này phải không anh các em mà tới đây tới nước Mỹ này mà có giấy tờ chứng minh yeah. là trước ngày 15 tháng 6 năm 2007 và dưới 16 tuổi là hợp lệ. Dạ, yeah, đó thì đang quý vị đang nằm trong cái diện này. Một là quý vị có thể tự tìm tự làm hỏi, hồ sơ. tự làm hồ sơ cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nếu mà không có rành lắm thì Thomas nên nhắc nhở quý vị nên đến tìm một cái văn phòng nào di trú có chuyên nghiệp và có những cái kinh nghiệm. À, để họ có thể hướng dẫn cho mình cũng như là họ giúp đỡ cho mình bằng một cái sự chuyên môn thì à, có lẽ nó sẽ tốt hơn đó quý vị. thì à, cũng rất là à, mong muốn à, chúng ta hãy theo dõi cái chương trình này để làm gì để mà à, hiểu được tình trạng của chúng ta và nên tìm một cái hướng tương lai cho à, quý vị cũng như cho gia đình và một lần nữa rất cảm ơn anh Lê Minh Hải đã đưa ra những cái thông tin rất là nóng hỏng và đây là một trong những cái tin vui đó thưa không quý vị. Sau những cái tin quá nhiều lo lắng ừ. hơn anh Lê Minh sau, Hải? Sau những cái tin quá là <laughs> yeah. phiền muộn thì đây là một trong những cái điều khoản rất là nhân đạo dành cho các em đến Hoa Kỳ khi tuổi còn thơ ấu và dành cho các vật bậc phụ huynh mà có con là công dân Hoa Kỳ hay là thường trú nhân được lưu lại Hoa Kỳ không bị trong cái danh sách trục xuất. Như quý vị biết rằng là vừa mới đây ông Tổng thống Donald Trump đưa ra cái xác luật này thì ông cũng nhấn mạnh thêm rằng là nếu như tất cả các con em dưới 16 tuổi mà tiếp tục đến Mỹ một cách bất hợp pháp đó thì ông sẽ có những biện pháp mạnh truy tố cha mẹ và thân nhân của các em đang ở trong nước Mỹ này bởi vì những người đang ở trong nước Mỹ này cấu kết với những người ngoài mà đưa các em vô đó thì không có được, được phải là các em đã vô đây rồi mà trước năm 2007 thì mới được cái quy chế này còn sau 2007 thì có thể sẽ bị trục xuất mà như quý vị biết rằng là ông ta có một chương trình trục xuất rất là lớn rộng mà nhiều người nghĩ rằng là ông sẽ không thể nào làm nổi nhưng mà cũng có thể rằng à, bởi vì với cái chính sách của ông là ông thuê mướn thêm những cái, cái người sĩ quan di trú những cái người à, là sĩ quan làm việc ở biên giới thì cái điều này là một cái điều mà à, khi mà ông làm được cái vấn đề phát triển kinh tế và có ngân sách rồi đó yeah. thì có thể rằng là chuyện gì ông cũng có thể làm được À, như anh Lê Minh Hải vừa cho chúng ta biết, đó quý vị, à, ông đã tiếp tục duy trì cái sắc lệnh này à, từ cái à, tổng thống Obama đã ký vào năm 2012, thì chắc chắn ông Obama cũng đã tới bắt tay ông Donald Trump rồi đó quý vị. À, nhưng anh Lê Minh Hải cũng nhắc nhở chúng ta đừng có mượn cái điều luật này để tạo ra những cái khe hở khác để à, để để được xét duyệt cho chính bản thân. Điều đó ông đô nói rất là mạnh tay đâu quý vị. À, quý vị đừng có nên hy vọng vào những cái vấn đề hảo huyền như vậy. có thể vừa tiền mất tật mang phải không anh? Dạ, yeah. chính xác. thưa quý vị vấn đề trục xuất là một trong những cái sự nhức nhối của những bà con của chúng ta, những người không may bị đưa vào cái danh sách trục xuất và những người không may đã vi phạm những cái tội phạm ở Hoa Kỳ này thì đó là một trong những cái đối tượng, những cái thành phần mà ông đa, tổng thống Donald Trump đã lập đi lập lại rằng quý vị tới Hoa Kỳ hợp lệ hay là không có giấy tờ mà trở thành tội phạm thì đó là những cái thành phần sẽ bị đưa vào cái danh sách trục xuất và những cái thành phần sẽ có thể là bị lên đường sớm. Vì vậy trong những cái chương trình trước đây thì chúng tôi đã có trình bày với quý vị là văn phòng Robert Mullins International có làm việc chung với một cái văn phòng luật sư họ rất là chuyên môn và họ rất là thấu đáo trong cái vấn đề biện hộ trục xuất cho quý vị để có thể đưa cái tên của quý vị từ cái danh sách bị trục xuất ra ngoài cái danh sách đó để chờ đợi một cái sự phán quyết mới của tòa án cho nên nếu quý vị ở trong tình trường hợp này liên lạc với văn phòng Robert Mullins số điện thoại là 408 294 3888 hoặc là ở miền Nam California với số điện thoại là 714 890 33, 9933 để quý vị được tham khảo và được sự trợ giúp của một văn phòng luật sư rất là uy tín trong cái lĩnh vực biện hộ trục xuất. À, cảm ơn Lê Minh Hải rất là nhiều. Thì như những lần trước chúng tôi đã nói nhiều về vấn đề mạnh tay của ông Donald Trump trong cái vấn đề di trú. Thì ông được có một cái quyền rất là lớn, đó là cái quyền mà bảo vệ nước Mỹ. Chính vì vậy những cái vấn đề di trú đó là một trong những điều mà ông rất là mạnh tay mà cũng không có thể ai cản nổi đương nhiên chính vì vấn đề đó thì uh, sẽ có những cái gì nó sẽ xảy, xảy ra thì uh, như anh Lê Minh Hải đã cho chúng ta biết uh, nhất là những ai đang nằm trong những danh sách trục xuất hoặc là tội phạm uh, thì quý vị nên liên lạc với văn phòng của anh Lê Minh Hải từng cái kê từng kê như vậy Anh sẽ có những cái hướng dẫn cũng như giới thiệu cho quý vị những luật sư chuyên nghiệp về vấn đề này thì uh, để không có để còn có thời gian chúng ta xoay sở và có một cái cơ hội để được ở lại Mỹ phải không anh? Thưa vâng ở lại mỹ là một cái sự mong muốn của hầu hết chúng ta làm sao mà chúng ta có thể ở lại mỹ và đóng góp được cho cái xã hội này được mở mang về tất cả mọi lĩnh vực nhất là về kinh tế về công an việc làm và về mặt xã hội thì đó là một cái điều mong muốn của mọi người công dân tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là cái việc phạm pháp thì không ai muốn cả đôi lúc những cái sự phạm pháp đó là vô tình hay cố ý thì quý vị cũng nên coi sóc cái hồ sơ của mình đi hiện nay vẫn còn kịp không bao giờ bị trễ hết vì nếu khi nào mà quý vị lên leo lên máy bay rồi để bị trục xuất cái thương anh thomas nguyễn thì khi đó mới là chuyện coi như không còn gì để nói đúng không <laughs> dạ, đúng <rồi. cười> cái này là không biết là về đi về đâu yeah. <laughs> giấc mơ của uh, american dream có nghĩa là tới đó là chấm dứt đó nha quý vị yeah. thì uh, rất cảm ơn anh lê minh hải nhắc nhở uh, chúng ta thì uh, nếu như quý vị có đang trong những tình trạng đó cũng như có những người thân và gia đình uh, thì nên chia sẻ cái uh, cái chương trình live show này để họ có những cái cơ hội uh, để kịp thời mà uh, giải quyết mong rằng để được ở lại Mỹ thì một lần nữa rất cảm ơn Lê Minh Hải rất là nhiều thì đây cũng là một cái chương trình mà chúng tôi mang lại những cái chia sẻ cộng đồng thì rất mong nó sẽ được xe rộng thì sự tham gia của quý vị đó là một cái niềm niềm vui cũng như một sự cổ võ anh em chúng tôi để đem lại những thông tin chính xác và có những cái giá trị pháp lý liên quan tới vấn đề di trú. À, thì à, rất cảm ơn Lê Minh Hải và cũng không à, không quên nhắc nhở cho quý vị à, anh là một trong những người mà đã làm trong ngành di trú đã được 30 mươi năm à, à, với cái văn phòng là Robert mullin International có lẽ quý vị à, nghe cái tên cũng đã biết rồi à, đã rất là dày dặn à, trong cái chiều sâu về những đề kinh nghiệm trên thực tế đó quý vị à, thì quý vị nào có những cái tình trạng như vậy tốt nhất à, nên đến văn phòng của anh để mà liên lạc. Đó là một trong những giải pháp rất là tốt, đúng không, quý vị. À, và à, trước khi à, bước sâu vào vấn đề, thì à, chúng tôi sẽ dành vài phút để trả lời những câu hỏi à, cho bạn bè à, trên Facebook à, đã gửi đến. Thì à, rất là nhiều câu hỏi chúng tôi à, gom lại rất là nhiều quý vị à, họ hỏi à, trong cái tình trạng à, ông tổng thống Donald Trump lên như vậy, thì cái diện mà bảo lãnh anh chị em đã và đang và tiếp tục nó có những cái gì thay đổi lớn hay không à, rất mong anh lê minh hải à, cho bà con mình một lời à, chỉ dẫn cũng như một cái à, lời khuyên à, để cho bà con mình an tâm à, mời anh ạ à. cảm ơn anh thomas nguyễn và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và đặt những câu hỏi ở trên facebook thì nhưng tiện đây chúng tôi sẽ trả lời cái ưu tư của quý vị đó là một trong những ưu tư rất là chính đáng vì uh, chắc là bà con của chúng ta cũng đã từng nghe từng đọc những cái thông tin nói về vấn đề cắt giảm nói về vấn đề dự thảo luật này nọ uh, nhưng mà đó chỉ là những cái tin đồn thôi còn uh, vấn đề mà bảo lãnh nhất là bảo lãnh những trường hợp mà tương đối là uh, bà con xa ví dụ như là anh chị em hay là uh, con cái đã lập gia đình của người công dân hoa kỳ thì đó là các diện vẫn được duy trì nếu quý vị đã làm rồi và hồ sơ đã được chấp thuận thì quý vị đợi ngày đáo hạn, tức là tới ngày phiên của mình được duyệt xét, phỏng vấn. Nếu quý vị đã vô đơn và đã nhận được một cái tờ giấy biên lai like rồi thì nên yên tâm chờ đợi cái sự duyệt xét của sở di trú, sau đó sở di trú họ sẽ chuyển hồ sơ đến cơ quan chiếu khách quốc gia để đợi phỏng vấn. Và nếu như quý vị chưa nộp đơn thì ngay ngày hôm nay hoặc là càng sớm càng tốt, quý vị phải thiết lập một cái thủ tục để bảo lãnh cho anh chị em đi. Bởi vì chúng ta không biết rằng là trong tương lai thì chương trình yeah. này còn duy trì bao lâu nữa. Hiện nay với một cái tốc độ mà ông Tổng thống Donald Trump đang hâm he thì có thể là cái sự cải tổ về vấn đề di trú phải xảy ra. Và rất là nhanh chóng phải không anh? Dạ đúng rồi. Bởi vì mới chóng. có hơn 30 ngày nhậm chức thôi ừ. ông đã ra cũng rất là nhiều sắc lệnh liên quan tới vấn đề di trú thì cảm ơn anh lê minh hải à, đã cho chúng ta một cái lời khuyên à, để quý vị nào đang trong cái gì nọc nộp, à, nộp đơn trong cái diện anh chị em thì cứ yên tâm và lưu ý rằng à, mỗi một khi tình trạng à, à, gia đình của quý vị ở việt nam có những cái sự thay đổi hoặc bổ sung quý vị phải à, cập nhật với sở di trú để bổ sung những nhân à, những thành viên mới sanh hoặc là những cái à, gì thay địa đổi chỉ. À, địa chỉ tất à. cả những cái đó quý vị vẫn phải cố gắng update và yên tâm chờ đợi nha quý vị và rất cảm ơn anh Lê Minh Hải nhắc nhở chúng ta những ai còn có ước mơ vào miền đất hứa này theo diện anh chị em đây cũng là một thời điểm hãy nên nhanh chân apply liền nha quý vị à, thật ra cái sự chi phí nó cũng không có nhiều còn quyết định đi hay không 10 năm hoặc 12 năm sau mình quyết định cũng không muộn nhưng nếu ngày hôm nay mình không điền cái đơn thì sau này quý vị có muốn cũng chưa chắc là được Đó là một trong những lời khuyên Mà anh em chúng tôi nhắc nhở quý vị Nên apply ngay từ bây giờ Trong cái diện anh em Bởi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra Đúng như anh Thomas Nguyễn nói Rất nhiều cái diện, rất nhiều cái phương cách Để cho bà con của chúng ta Được đến Hoa Kỳ Những cái diện đoàn tụ gia đình Nó đã có từ xưa, từ cái ngày lập quốc của Hoa Kỳ Cho đến bây giờ Cho nên những cái diện đó sẽ không bao giờ Có những cái sự cắt giảm À, hay là hủy bỏ. Nhưng mà nếu như có sự cắt giảm và hủy bỏ thì ít nhất là chúng ta cũng phải bước trước một vài bước rồi thưa anh yeah, Thomas đó đó. thì mình sẽ không lo. Còn nếu như quý vị nào mà cũng không có được thân nhân ruột thịt bảo lãnh thì có thể tìm những cái phương cách khác. Những cái phương cách đó là công ăn việc làm hay là đầu tư để được định cư thì quý vị cũng nên liên lạc với văn phòng của chúng tôi để được hướng dẫn và có những cái thông tin cập nhật và hết sức là chính xác để cái vị liệu uh, cho cái trường hợp của mình mà tham gia một cái chương trình nào đó hợp thời hợp uh, lúc và nhất là uh, được hưởng những cái quy chế cũ bởi vì những quy chế mới trong tương lai từ diện đầu tư cho tới diện bảo lãnh có thể sẽ bị thay đổi. Yeah. Uh, rất cảm ơn Lê Minh Hải. Thì uh, như anh đã cho biết uh, một cái điều luật ra đấy đối với luật pháp của nước Mỹ họ không có bao giờ chống đối những cái điều gì đã xảy ra trước đó cho nên quý vị bây giờ nộp đơn theo cái diện anh em hôm nay ngày mai ổng có ra sắc lực cấm đi nữa thì cái của hôm nay của quý vị vẫn có hiệu lực vẫn đó được là một trong những điều mà quý vị nên yên tâm và điều thứ hai thì như quý vị cũng biết diện anh em á quý vị có thể bảo lãnh từ lộc thân cho đến có gia đình và có con cái điều cả gia đình đều vào được nước mỹ hết à, thì cho nên cái vấn đề đó chúng ta không có lo lắng gì vấn đề ở à, tôi nộp đơn độc thân rồi tôi phải chờ hoài sao phải không quý vị đừng có lo diện anh em quý vị có vợ có chồng và có con cái tự nhiên bao nhiêu cũng được phải không lê minh hải dạ thưa chính xác thưa anh thomas và trước khi chấm dứt chương trình thì chúng tôi cũng không quên kính chúc quý vị có được một tuần lễ ăn lành hạnh phúc và xin nhắn với bà con là những gì quý vị đầu tư bây giờ là cho thế hệ tương lai Yeah, cảm ơn anh lê minh hải à, đó cũng là một trong những chủ đề mà chúng tôi đã nhức đầu và rất là muốn đặt một cái tên để cho quý vị luôn luôn nhớ thăng tiến thế hệ đó là một trong những cái chủ đề mà hy vọng à, chúng tôi sẽ đem lại cho quý vị những nhắc nhở cũng như những cái điều pháp lý à, đang xảy ra tại cái nước hoa kỳ này để cho quý vị nắm được à, những cái thông tin chính xác về di trú và một lần nữa rất cảm ơn quý vị à, luôn ủng hộ và chào đón chương trình live show của chúng tôi vào mỗi thứ sáu hàng tuần vào lúc 6 giờ giờ của California trên ban tầng 20.3 và trên Unobox ban tầng 141 cũng như là live trên Facebook của Thomas thì theo giờ Việt Nam tức là 9 giờ sáng ngày thứ bảy giờ Việt Nam và một lần nữa rất cảm ơn quý vị luôn chào đón Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần sau Tại Robert Mullins International, chúng tôi không chỉ điền đơn để giúp cho hồ sơ của quý vị mà chúng tôi cam kết và bảo đảm. Chuẩn bị hồ sơ chu đáo trước khi khởi đầu. Theo dõi từng diễn biến sau khi nộp hồ sơ. Bộ túc cặn kẽ thủ tục khi có yêu cầu. Can thiệp đúng mức theo thứ tự ưu tiên. Kháng cáo đúng tiêu chuẩn và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả. Robert Mullins International, hãy ủy thác cho chúng tôi.